quan đến sự cố rơi màn hình LED nặng 600kg trên sân khấu của nhóm nhạc Mirror khiến cho hai vũ công bị thương, mới đây thì tình trạng sức khỏe của hai vũ công này đã được hé lộ. Tối ngày 28 tháng 7, trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam Mirror của Hồng Kông, Trung Quốc đã xảy ra vụ tai nạn rơi màn hình LED nặng hơn 600kg khiến cho hai vũ công bị thương. Hình ảnh sự cố thảm khốc khiến ai cũng phải rùng mình, lo lắng cho sức khỏe của nạn nhân. Theo thông tin mới nhất từ Tổng Giám đốc của công ty quản lý nhóm nhạc Mirror, Lỗ Đình Huy, hai vũ công đang nằm trong phòng quan sát đặc biệt. Trong đó, một người tên A Phong bị chảy sức nhẹ nhưng bị chấn thương tinh thần, căng thẳng sợ hãi. Anh được các bác sĩ đề nghị ở lại theo dõi thêm. Đáng chú ý, vũ công tên A Mão bị hôn mê sau khi màn hình 600kg rơi thẳng vào người. Hiện tại, A Mão đã tỉnh, có thể trả lời một số câu hỏi của bác sĩ. Nhưng do anh rơi vào tình trạng nặng hơn và đặc biệt là ở cổ, nên bác sĩ phải tiến hành nhiều cuộc kiểm tra kỹ lưỡng để lên phương án chữa trị. Lỗ Đình Huy đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các vũ công, hứa sẽ thanh toán các khoản viện phí và liên tục cập nhật tình hình của nạn nhân tới truyền thông. Ngoài ra, dù không bị chấn thương, nam ca sĩ Lư Hãn Đình của nhóm nhạc Mirror vẫn phải nhập viện vì tình trạng hoảng loạn tinh thần sau khi chứng kiến sự việc. HK01 cho biết thêm, các buổi biểu diễn của nhóm nhạc Mirror thường xảy ra sự cố dẫn đến chấn thương nhẹ. Chỉ trong 4 đêm diễn của nhóm đã gặp phải 5 sự cố bất ngờ. Thành viên Frankie đã từng bị ngã xuống từ bục cao do bước hụt. Thiết kế sân khấu không chắc chắn đã khiến cho các ca sĩ không đứng vững, đạo cụ như súng giả cũng bị rơi xuống. Được biết, Mirror là một nhóm nhạc nam nổi tiếng được yêu thích nhất tại Hồng Kông hiện nay. Họ dự định tổ chức 12 buổi biểu diễn, đây là đêm diễn thứ tư. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, các cơ quan quản lý nghệ thuật của Hồng Kông đã yêu cầu nhóm tạm hoãn thực hiện các concert tiếp theo cho đến khi điều tra ra nguyên nhân của vụ việc và giải quyết các vấn đề. Hơn 13.000 người hâm mộ đã ký vào bản kiến nghị, yêu cầu ban tổ chức cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo an toàn cho nhóm. Những diễn biến tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin của S News. Đừng quên like cũng như subscribe cho S News nhé!